Rồi hôm nay ta tiếp tục với lại phần ôn luyện thi vào lớp 10. Phương trình vô tỷ cơ bản. Ta có dạng cơ bản là căn A bằng căn B và căn A bằng B. Đó. Thì với dạng căn A bằng căn B thì nó tương đương với lại cái hệ là A lớn bằng 0 và A bằng B. Thì để giải cái phương trình căn A bằng B thì ta có thể giải cái hệ A lớn bằng 0 và A bằng B để ta đưa ra nghiệm. Còn dạng căn A bằng căn B thì tương đương như là B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Ở đây ta không cần cái điều kiện A lớn bằng 0 bởi vì A bằng B bình thì hiển nhiên nó lớn bằng 0 rồi. Rồi ta đi tới cái ví dụ đầu tiên. Căn của X bình phương bằng 2 căn 2. Thử đây, 2 căn 2 là một số lớn hơn 0 rồi nên ta khỏi phải xét lớn bằng 0 hay nhỏ bằng 0 gì nữa. Thế thì căn cos x bình phương cộng 2x bằng 2 căn 2 thì tương đương với lại là x bình cộng 2x bằng 2 căn 2 bình phương là bằng 8. Từ đây ta có một cái phương trình bậc 2 là x bình phương cộng 2x bằng trừ 8 bằng 0. Ta giải ra được nghiệm là x bằng trừ 4 và x bằng 2. Cả hai nghiệm này đều nhận hết. Đó là phương trình đầu tiên. Ở đây ta nhớ kết luận là tập nghiệm S là bằng 2 với lại trừ 4. Rồi, phương trình thứ hai. Căn của 3x cộng 1 bằng căn của 5 trừ 3x. Đây chính là dạng căn A bằng B này. Bí thức này là A, bí thức này là B. Thì ta thấy A và B đều có bậc 1. Nên tương đương với lại là cái nào ta cho có thể cho A lớn bằng 0 hoặc B lớn bằng 0 đều được hết. Ở đây cho 3x cộng 1 lớn bằng 0 và 3x cộng 1 thì bằng 5 trừ 3x. Bởi vì đây là bậc phương trình bậc nhất, ta có thể dễ dàng tính được là x lớn bằng trừ 1 phần 3. Ở đây là phương trình bậc nhất, mình giải ra được x sẽ bằng 4 phần 6, tức là bằng 2 phần 3. Thì ta thấy là 2 phần 3 nó thỏa cái điều kiện trừ lớn bằng trừ phần 3 nên là nhận. Thì đó là cái phương trình đơn giản. Ở đây mình có thể cho 5x trừ 3, 5 trừ 3x lớn bằng 0 cũng được. Đó, thì ta giải ra thì giải nghiệm nó vẫn nhận thôi. Rồi, ta sẽ tiếp tục làm những cái ví dụ sau. Ở đây thì ta thấy là x phương cộng 4x cộng 1 bằng căn của 3x cộng 3. Thế là thấy bí thức này, bí thức này. Thì ở đây cái 3x cộng 3 thì ta cho lớn hơn bằng 0, dễ hơn là cái x bình cộng x cộng 1 đó. Và x bình cộng 4x cộng 1 tương đương với lại là x lớn bằng trừ 1. Cái này mình có phương trình x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. Giải ra được là x lớn bằng trừ 1 và phương trình này là phương trình bậc 2. Mình giải ra được hai nghiệm là x bằng trừ 2 và x bằng 1. Ở đây mình thấy là trừ 2 nó không thỏa cái điều kiện x lớn bằng trừ 1. Nên mình loại nghiệm này. Và 1 thì thỏa điều kiện này nên mình nhận. Và tập nghiệm nó chỉ có thể là một thôi. Câu B. Câu B mình có phương trình là x bình trừ 4x cộng 3 bằng 5 trừ 4x trừ x bình. Ở đây phương trình của mình hai bí thức nó đều là bậc 2 hết. Mình cho cái nào lớn bằng 0 cũng được. Trừ 4x cộng 3 bằng 5 trừ 4x trừ x bình. Thì cái điều kiện sau này nó là bậc phương trình bậc 2, ta không cần phải giải ra. Thì ta chỉ giải ra nghiệm của cái phương trình 2 sao thôi. Từ đó mình xem nó thỏa cái điều kiện hay sao hay không. Phương trình sao tương đương với lại phương trình là 2x bình bằng 2. Mình giải ra được x bằng 1 và x bằng trừ 1.
thì mình thấy rằng là cái 1 đây, mình thế vào đây. Và cái trừ 1, mình thế vào đây. Xem coi nhận cái nào. Với trừ 1 thì nhận, đúng không? Với 1 thì mình thấy rằng là 1 nó cũng thỏa điều kiện này luôn. 1 này đúng bằng 0, nên cái này cũng nhận luôn. Vậy thì cả hai cái giá trị này đều thỏa điều kiện sao hết. Vậy tập nghiệm của nó là thì đó là cái phương trình thứ hai. Ở đây chú ý là ta thấy là cái phương trình này nó có hai cái bậc hai thì ta không phải giải ra. Câu C 3x bình trừ 5x bằng 5 trừ 5x trừ 3. Tới đây có một cái bậc hai, cái bậc 1 thì mình cho cái bậc 1 này lớn bằng 0 nó dễ hơn, đúng không? Và 3x bình trừ 5x bằng 5x trừ 3 thì mình giải ra được là x lớn bằng 3/5. Ở đây mình giải phương trình bậc 2 này ra, mình được nghiệm là 3x bình trừ 10x cộng 3 bằng 0. Đây, x lớn bằng 3/5. Mình giải ra được một nghiệm là x bằng 3 và x bằng 1/3. 1/3 thì loại ha, bởi vì nó không thỏa điều kiện này. 3 là nhận bởi vì thỏa điều kiện này. Đó. Thì đây là cái ví dụ đơn giản, những cái ví dụ căn A bằng căn B. Tiếp theo ta đi tới cái ví dụ là căn A bằng B. Căn A bằng B thì lúc nào mình cũng phải tương đương với lại là B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Đây là x lớn bằng x trừ 1. Cái này phải lớn bằng 0 và A bằng B bình. Ở đây mình thấy là A bằng B bình nên cái biểu thức x cộng 3 luôn lớn bằng 0 rồi. Không cần phải đặt điều kiện đó. Vậy thì ta giải ra được là x lớn bằng 1/2. Ta có phương trình là 4x bình trừ 4x là trừ 5x trừ 2 bằng 0. Đây mình giải ra được nghiệm là x sẽ bằng delta này là bằng mấy? Delta này là bằng 25 cộng cho trừ 4 nhân cho 4 nhân cho trừ 2. 25 cộng 32 là bằng 57. X này là 5 cộng cho căn 57 chia 8. X sẽ bằng là 5 trừ căn 57 chia 8. Hiển nhiên cái này loại rồi. Và cái này là nhận. Bởi vì nó thỏa mãn điều kiện này. Cái này là không thỏa. Còn cái này nhận là do thỏa cái điều kiện x lớn bằng 1/2. Và tập nghiệm của nó chính là ta để ý cái nó. Bạn có cái thể cách thứ hai là mình cứ dùng suy ra thôi. Ta có là mình có thể giải cách này bằng cách mình suy ra không các điều kiện. Cứ suy ra x cộng 3 bằng 2x cộng 1 tất cả bình hay trừ 1 chứ. Thì mình suy ra phương trình là đó. Thì mình suy nó có hai nghiệm là cũng hai nghiệm là 5 cộng trừ căn 57 chia 8. Rồi sau đó mình phải có một cái bước là mình thử lại. Thử lại thì mình nhận. Nhận hay loại nghiệm nào đó. Ví dụ thử lại nhận nghiệm. Thử lại ở đây là mình thế nghiệm trực tiếp vào phương trình này luôn đó. 5 cộng căn đó. Đó là cách để mình xử lý. Ví dụ kế tiếp, căn của x bình trừ 4x cộng 1 bằng 5 trừ x thì tương đương như vậy. Ta cũng có là 5 trừ x lớn bằng 0, x bình trừ 4x cộng 1 bằng 5 trừ x tất cả bình.
thì tương đương với lại là x nhọn bằng 5. Phương trình ở dưới đây mình giải ra được là tương đương với lại x nhọn bằng 5 và này là x bằng 4. X bằng 4 hiển nhiên là thỏa điều kiện nhọn bằng 5 rồi. Nhận kết luận tập nghiệm S. Thì đây là một những cái ví dụ cơ bản nhất để giải những cái phương trình vô tỷ. Tùy theo cái bài toán mà ta nên đặt điều kiện như thế nào cho nó hợp lý. Ta có thể giải bằng cách suy ra, nhưng mà có cái bước ta phải cuối cùng ta phải thử lại thế trực tiếp cái nghiệm vào phương trình để ta loại hay ta nhận nghiệm.